không kìa, để giấy ngoài cô ngồi. Để giấy trong á. Cái này để cô ngồi, chút cô ngồi. Một tay mình là
nên sử dụng móng trong nhé. Hay có người gọi là móng trong mờ để làm dụng cụ này, không sử dụng móng tự nhiên. Vậy thì móng tự nhiên dùng để làm gì? Dán bằng keo, ok. Còn dán bằng gel và sử dụng móng tự nhiên là không mệt. Đó mình hiểu kỹ ra. Và thứ gì? Nên sử dụng gel đính đá. Đó mình phải nhớ nè. Các bạn đừng lên mạng xem. Nhiều bạn lên mạng đó là lấy base dán. Nhưng mà mình phải biết cái base đó là base gì, chứ không phải là cái base nào nhắn cũng được. Nó phải là kia base, là base phải đặt mới được. Chứ còn mà cái sơn xe quay của mình dán cố dính thì được, nó lên mạng con coi gì được, nó không tương đâu. Năm ra đây khuyên khuyên là mình tốt nhất phải độ bền cao nên sử dụng xe đánh đá. Đó, phải mua cái bàn tay đó đi. Tại vì khi chúng ta làm nghề, các bạn phải sử dụng đều. Cái gì mà chúng ta sử dụng được cái liều loại hình thường thì chúng ta nên sử dụng nó, chứ không còn phải mua đi mua riêng cái chai đó để mình dán như vậy. Tức mình hiểu không? Thì lúc này chúng ta sử dụng gel đính đá để dán, hoặc là chúng ta sử dụng cái bao gel của mình dán cũng được. Không còn phải mua thêm chai sơn gel bay. Các bạn thấy sơn gel bay dán không dính đâu, đúng không ạ? Cho nên là mình phải hiểu nha. Rồi mình đi để chị em mình biết luôn. Rồi nên lớp móng, tôi xin lỗi, nếu cái móng đó không vừa với móng thì lớp mình phải hiểu vậy. Dù đây là chân móng đúng không? Bởi vì lúc này chúng ta chỉ dán cái móng lên thôi, nên đây chúng ta phải hiểu được cái móng nó có ưa thích với chân móng hay không. Mình phải nhìn thấy được sự đặt vô, sẽ có những cái chân móng nó không bằng phẳng, hoặc là cái móng của họ bị cô lên, bị cù lên, thì khi lúc này mình đặt vô nó sẽ bị vênh cái chân móng, nó mình đứng không sát. Thì lúc này lớp mình nên dán cắt chân móng khoảng 2 hoặc là 3 mm đều được hết. Ví dụ nhà lớp mình nhìn nè, khi phát thảo cái móng tay đây, cái móng tay của người ta, đúng không ạ? Dạng thường